cái người mà kinh doanh kém ấy, họ mở cái quán ra, họ nghĩ đầu tiên là quán gì? Quán cà phê. Nhưng mà hốc vào cái quán đấy nó khó hốc nhất trên cuộc đời này. Vậy thằng nào mà làm cà phê mà lãi được, hơi khó, quá giỏi luôn. Tỷ lệ làm cà phê là cứ 10 chú đi, 9 rưỡi chú chết. Nhưng mà cực kỳ dễ làm. Vậy mà chỉ cứ nhìn một phát là mai mù thuê mặt bằng ở góc này, xong bàn ghế thế này, tha hồ vẽ ý tưởng. Chỉ tội là mỗi ngày bán được 10 ly, trong đó anh em hốc hết 9 ly, còn bán được một ly có tiền. Đấy. Tức là trông thì nó rất là ngon, tức là chọn nhầm ngành hàng. Vậy thì nhiều ông vận hành cực ngu, nhưng chỉ chọn đúng ngành hàng là gì? Là xong. Còn nhiều thằng vận hành cực khôn, nhưng mà đi buôn rau muống, đã khôn mấy chăng nữa cũng không giàu được. Thế là mới đau chứ. Các ngài hình dung cái này không? Vậy thì chọn ngành hàng là thứ cực kỳ quan trọng. Cái này gọi là kiến tạo đấy nhá. Trông dễ đâu. Kiến tạo một doanh nghiệp ra gồm những gì? Thì bây giờ em mới được trình bày. Xin các ngài một tràng pháo tay. Thế thì kiến tạo nó gồm những cái gì? Kiến tạo gồm những cái gì? Kiến tạo. Và sang bên này gọi là vận hành. Đấy. Vậy kiến tạo gồm cái gì? Thì thưa các ngài, kiến tạo nó có phần đầu tiên, nó gọi là phần idea. Và dịch ra tiếng Việt nó gọi là ý gì ạ? Ý tưởng. Ý tưởng. Vậy câu chuyện ý tưởng này là cái gì? Thứ nhất là nó nên một cái định hướng là kinh doanh ngành hàng hay chúng ta gọi là sản phẩm gì? Dịch vụ gì? Cho ai? Cho ai? Mà chúng ta hay dùng một cái từ mỹ miều, cái này gọi là sứ gì? Sứ mệnh. Đấy. Tóm lại, còn làm thế nào chọn đúng ngành hàng cho ai là thắng mẹ rồi. Ngày xưa nhá, có phải mấy năm vừa rồi, tức là cách đây độ khoảng 10 năm về trước, là cứ chú nào nhảy vào bất động sản, ngu cũng có tiền. Có phải không? Đất nó cứ vậy nó lên giá thôi. Tóm lại bố mình mua chỗ ngu thì nó không được lãi tối ưu, còn mua khôn hơn thì lãi tối ưu, nhưng mà không thể nào chết. Nhưng nó vào cái giai đoạn này, mẹ mày khôn cũng chết, còn thằng ngu thì chắc là chết hẳn rồi, không có gì phải bàn cả. Cứ đúng không? Tức là có những lúc mà nó vào đúng ngành hàng thì làm sao? Thì ngon. Đấy, giống như kiểu là tôi có ông anh rể, ông suốt ngày ăn chơi mà ông ấy cứ kinh doanh cái gì cũng hỏng. Nhưng mà ưu điểm lúc nào cũng có tiền, vì vợ ông làm rất là nhiều tiền. Vợ ông là chị gái tôi. Thế thì hàng xóm nó cứ chê ông, nó bảo là mẹ mày, mày thằng ngu, mày không làm được cái gì, mẹ làm gì hỏng cái đấy. Ông bảo tao nói mày, cả đời tao chỉ ra đúng một quyết định đúng thôi, bằng mày làm nguyên cả đời khôn, lấy đúng con vợ, hết. Có lý. Vậy thì nhiều ông vận hành cực ngu, nhưng chỉ chọn đúng ngành hàng là gì? Là xong. Còn nhiều thằng vận hành cực khôn, nhưng mà đi buôn rau muống, mẹ khôn mấy chăng nữa cũng không giàu được. Thế là mới đau chứ. Các ngài hình dung cái này không? Vậy thì chọn ngành hàng là thứ cực kỳ quan trọng. Cái này gọi là kiến tạo đấy nhá. Trông dễ đâu. Đấy. Vậy thì ví dụ thôi, cái người mà kinh doanh kém ấy, họ mở cái quán ra, họ nghĩ đầu tiên là quán gì? Quán cà phê. Nhưng mà hốc vào cái quán đấy nó khó hốc nhất trên cuộc đời này. Vậy thằng nào mà làm cà phê mà lãi được, hơi khó, quá giỏi luôn. Tỷ lệ làm cà phê là cứ 10 chú đi, 9 rưỡi chú chết. Nhưng mà cực kỳ dễ làm. Vậy mà chỉ cứ nhìn một phát là mai mù thuê mặt bằng ở góc này, xong bàn ghế thế này, tha hồ vẽ ý tưởng. Chỉ tội là mỗi ngày bán được 10 ly, trong đó anh em hốc hết 9 ly, còn bán được một ly có tiền. Đấy. Tức là trông thì nó rất là ngon, tức là chọn nhầm ngành hàng. Đấy. Vậy thì ngành hàng ngon hay không ngon, nó nên ý tưởng từ cái gì? Vậy thì đến đây là chúng ta phải chọn đúng ngành hàng, nó ra là cái sứ mệnh. Liên hệ ngay Học viện CEO miền Nam, hotline 0842 424466, website ceohcm.edu.vn.